就是中国老公娶了一个漂亮的越南媳妇儿，可是我的婚姻正好是相反的。Netizen Trung Quốc cay đắng khi nữ thạc sĩ Trung Quốc xinh đẹp bất chấp mọi ngăn cản để lấy chồng Việt Nam. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn ở đây ai cũng đã từng nghe đến những câu chuyện về việc con gái Việt Nam lấy chồng Trung Quốc với ước mơ đổi đời. Thế nhưng, đã bao giờ các bạn nghe đến chuyện các con gái Trung Quốc vì tình yêu đã bất chấp mọi sự phản đối để được lấy chồng người Việt Nam chưa? Mới đây, trên mạng xã hội icgo.com của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện một video người thật việc thật về câu chuyện của một cô gái Trung Quốc đã từ bỏ bằng thạc sĩ lương cao ở Quảng Tây để lấy chồng rồi sang Việt Nam sinh sống. Điều này rất là lạ lẫm, thậm chí là điên rồ đối với các anh em láng giềng phương Bắc nhỉ. Vậy cô gái này là ai? Cơ duyên nào khiến cô ấy từ bỏ cuộc sống sung sướng để theo chồng sang Việt Nam làm dâu? Hiện nay cô ấy sống như thế nào rồi? Ngay bây giờ, mời các bạn cùng mình lắng nghe tâm sự của cô nàng cũng như đọc vài bình luận của dân mạng Trung Quốc trong video này nhé! Cô ấy là một thạc sĩ Trung Quốc đã từ bỏ tất cả để lấy chồng Việt Nam và bây giờ đã trở nên giàu có. Cô ấy chia sẻ rằng, tôi đã lấy chồng Việt Nam được 7 năm, chúng tôi quen nhau 12 năm và đã bên nhau 11 năm. Ngày xưa ở Trung Quốc, tôi học Đại học Dân tộc Quảng Tây và anh ấy học Đại học Ngoại ngữ Hồng Kông. Sau đó anh ấy lại tiếp tục học tại Đại học Quảng Tây trong vòng 1 năm. Thời gian còn đi học lúc đó không có Internet nên tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Sau đó chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định sẽ ở bên nhau. Tôi thích anh ấy vì anh ấy sẵn sàng chi tiền cho tôi. Vì ngày xưa khi cầu hôn anh ấy đã mua tặng tôi một chiếc nhẫn trị giá 50.000 nhân dân tệ. Số tiền đó còn cao hơn tiền lương của hai đứa gộp lại. Khi tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông Việt Nam, lúc đó mẹ tôi phản đối. Còn bố tôi thì không sao, bố tôi rất tốt. Bố tôi bảo bố sẽ không bán con gái đâu, con thích sống như thế nào mà cảm thấy tốt thì hãy làm. Vậy nên, tôi đã kiên trì thuyết phục mọi người trong gia đình. Lý do thứ hai khiến tôi muốn đến Việt Nam lấy chồng, đó là không khí ở đây rất tốt. Ở đây có nhiều cơ hội để phát triển. Một điều khác biệt ở Việt Nam khiến tôi cảm thấy lạ, đó là khi ăn uống ở đây thường thì mọi người ăn xong rồi mới thanh toán. Còn ở Trung Quốc, mọi người phải thanh toán trước rồi mới được ăn. Lúc tôi lấy chồng Việt Nam, bố mẹ tôi không yêu cầu tiền sinh lễ gì cả. Bố tôi bảo là sẽ không bao giờ bán con gái mình nên cũng không cần tiền vì nhà tôi cũng không thiếu tiền. Nhưng theo thông lệ thì vẫn phải có một ít, đó là phong tục của địa phương. Sau khi kết hôn tôi đã đến Việt Nam sinh sống, hai đứa đã mua một mảnh đất 100m² và thời điểm 2015 nó có giá trị 400.000 nhân dân tệ và được sở hữu trọn đời. Vào năm 2017, chúng tôi đã xây một ngôi nhà 3 tầng ở mảnh đất này với chi phí lên tới 700.000 nhân dân tệ. Sau đó mở một siêu thị như bây giờ có thêm 10 nhân viên doanh thu mỗi tháng lên tới cả tỷ đồng. Đó là toàn bộ những chia sẻ của cô gái Trung Quốc lấy chồng Việt Nam. Các bạn thấy đó, trong suốt câu chuyện của cô ấy, chúng ta có thể thấy được cô gái này đang vô cùng hạnh phúc khi lấy được một người chồng vô cùng tốt bụng và giỏi giang. Điều này cho thấy quyết định ngày xưa của cô là vô cùng đúng đắn. Vì điều này đã nhận lại rất nhiều sự quan tâm từ chính dư luận mạng Trung Quốc với hơn 25.000 lượt xem. Họ đã xem và để lại rất nhiều tranh luận bên dưới video này. Vậy không biết sau khi lắng nghe những chia sẻ đi vào lòng đất của cô gái, thì netizen Trung Quốc đã nói gì? Mời các bạn cùng đến với phần comment của netizen Trung Quốc nhé! Tôi định cư ở Việt Nam được 15 năm. 90% đàn ông Việt Nam có ác cảm với đàn ông Trung Quốc. Nhiều đàn ông Việt Nam thích cờ bạc, uống rượu, đánh vợ, đặc biệt là miền Bắc. Có lẽ thế hệ chồng bạn hơn nhiều. Tôi là người Trung Quốc, vợ tôi có bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cảm thấy cô ấy đáng tin cậy hơn con gái Trung Quốc. Tôi cảm thấy mình không hề thiệt thòi trong hôn nhân Trung Việt. Những người phụ nữ xinh đẹp như vậy đã kết hôn ở nước ngoài, khiến 3.000 người độc thân lâm vào cảnh khốn cùng. Người Việt Nam sẽ rất vui khi xem nó. Tôi ủng hộ việc lấy chồng nước ngoài của phụ nữ Trung Quốc. Phụ nữ Trung Quốc không dám hỏi xe hơi hay giá xính khi lấy chồng người nước ngoài. Khi lấy chồng Trung Quốc thì phải có gì hơn. Đó là lý do tại sao đàn ông Trung Quốc rất chán ghét, nếu không họ cũng sẽ không phản đối việc lấy chồng như vậy. Lấy chồng người nước ngoài có cần phải trả giá cô dâu, có cần xe nhà không? Miễn là bạn sống ở Việt Nam thì không có gì sai cả. Chúc các bạn hạnh phúc! Thật trùng hợp cách đây không lâu cũng có đoạn video quay cảnh một cô gái ở Đài Loan kết hôn với một người Việt Nam, có vẻ như các nam đồng hương ở đại lục đang vui lên. Nói chung là tôi không ủng hộ việc lấy chồng nước ngoài, lấy người Việt thì cũng là người da vàng, tôi không ủng hộ cũng không phản đối. Đó không phải là một sự mất mát mà là một sự mất mát rất lớn.
tốt nhất là đi xa, đừng bao giờ quay lại, Việt Nam là mối thù của chúng ta. Tôi không lạc quan lắm về Việt Nam, trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên để lại không được truyền lại tốt. Điều này tương đương với việc bãi bỏ võ thuật, kinh điển và văn hóa trở thành đồ cổ, tuy tồn tại nhưng không ai có thể hiểu được. Những cuộc hôn nhân xuyên biên giới sẽ rất rắc rối khi hai nước có chiến tranh. Tình yêu đến thì không thể nào ngăn cản. Có một cô gái người Mỹ dạy ở Đại học Quảng Châu và kết hôn với một nhân viên bảo vệ người Trung Quốc, cô ấy sống khá giả. Cái gọi là phụ nữ thành phố lớn, nếu điều kiện gia đình khá hơn, nhiều người coi thường người Trung Quốc và thích lấy chồng nước ngoài. Trong tâm lý học, đây là bệnh tâm thần. Tôi biết rất nhiều người Việt Nam, cả nam lẫn nữ. Nói thật, phụ nữ Việt Nam khá tốt, chăm chỉ và biết lo cho gia đình. Nhưng thực sự đàn ông Việt Nam hầu hết đều không dám khen, thật kinh khủng. Nó tương đương với việc kết hôn với một người dân tộc thiểu số ở Quảng Tây, sự khác biệt về phong tục, văn hóa. Trung Quốc và Việt Nam không thân thiện, đây là những vấn đề khó tranh cãi. Tôi không có gì phản đối việc kết hôn với người nước ngoài. Dòng của bạn khiến tôi cảm thấy rất tốt. Tôi mong bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trong tương lai và đi đến cùng. Ngoài ra còn có những người Việt siêu giàu. Hà Nội ở Việt Nam tương đương với Bắc Kinh ở Trung Quốc. Nếu bạn đến từ Hà Nội thì điều kiện của bạn sẽ không tệ, tình yêu đích thực không phân biệt quốc tịch. Quảng Tây chúng tôi cũng có nhiều người lấy chồng Việt. Thật tuyệt vời khi được kết hôn với một người Việt Nam. Nếu bạn sống ở Việt Nam, bạn sẽ không hạnh phúc. Phong tục giữa Trung Quốc và Việt Nam khá khác nhau. Ngày xưa có một cô gái người Quảng Tây lấy một người Việt gốc Hoa. Ngày nào cô cũng phàn nàn, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và mất đi một đứa con. Lấy một người đàn ông Việt Nam cũng không tệ, miễn là anh ta không phải là người da đen. Trước khi nói đến Bắc Việt, anh ta cũng thuộc về Trung Quốc và anh ta cũng gần giống như hai người Quảng Đông vậy. Không biết các bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện đầy thú vị cũng như đọc bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Riêng mình thì chỉ có thể thốt lên 5 chữ thôi, đó là không ngờ tới phải không? Đã có rất nhiều cô gái Trung Quốc từ bỏ cuộc sống nhung lụa của mình để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ để theo chàng trai Việt về dinh, bất chấp khoảng cách về địa lý, sự khác biệt về văn hóa. Nhiều cô dâu Việt Nam đã nhận về một cái kết ngọt ngào và viên mãn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Các bạn thấy đó, những điều đó là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí là còn vượt ngoài mong đợi của rất nhiều cô gái Trung Quốc nữa. Câu chuyện này khiến netizen xứ tỷ dân bằng một phen há hốc mồm kinh ngạc. Có rất nhiều ý kiến ủng hộ cũng như là không tán thành việc con gái Trung Quốc lấy chồng Việt Nam. Nhiều người hiểu biết thì họ có suy nghĩ văn minh hơn về vấn đề này. Bởi họ biết Việt Nam ngày nay nhiều nơi đời sống còn phát triển hơn cả Trung Quốc. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều người dân Trung Quốc giữ vững tư tưởng cổ hủ. Bởi lẽ đối với họ thì Việt Nam chỉ là một quốc gia hạng hai. Họ cho rằng này thì trai Việt Nam ăn bám phụ nữ, trai Việt Nam xấu trai, sao sánh bằng trai Trung Quốc được. Rồi lấy chồng Việt Nam có mà chịu cảnh khốn khổ, nghèo đói suốt cuộc đời. Nghe xong chỉ biết bật cười thôi các bạn ạ. Sao Việt Nam lấy chồng nghèo hay giàu thì mình chưa biết. Điều này còn tùy thuộc vào sự cố gắng làm ăn của các cặp vợ chồng nữa. Nhưng có một điều mà mình tin chắc rằng cuộc sống ở Việt Nam sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Ở đâu thì cũng có người này người kia cả thôi. Nếu may mắn thì bạn sẽ có thể gặp được những chàng trai Việt Nam vô cùng tuyệt vời và tử tế. Phận con gái 12 bến nước, chẳng bến nào được trong. Nhưng mình tin rằng cuộc sống hôn nhân khi ở Việt Nam là điều khiến các bạn bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.